Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên đi uống cà phê ở một cái quán thì thấy cái khóa mà có tính năng báo động đây. Thì trước hết là tôi phân tích cho cái khóa này có an toàn hay không nhé. Thì các bạn xem cái chìa này này, đây là cái chìa của nó. Cái chìa loại rãnh này thì mua phôi rất là đơn giản trên thị trường thôi, chìa này chỉ một hàng răng này. Các bạn nhìn thấy một hàng răng ở giữa. Cho nên mà việc mà thể để gia công được làm cái chìa này không khó. Thế tại sao chìa này nó có tính năng thông minh là gì? Thực ra đây là một cái khóa rất là bình thường. Trong cái lỗ khóa này này, ở bên tay trái của nó đây, sẽ có một viên bi. Và khi mà mình mở khóa là mình xoay cái viên bi. Còn cái ngàm bên phải bên này hoàn toàn không có bi đấy. Thế khi mà bạn khóa xuống ấy, chỉ có một mình một cái bi bên trái này nó gài vào cái ngàm khóa này thôi. Còn bi bên phải ấy, thì nó sẽ không gài vào, có nghĩa là bi ấy, nó chỉ gài vào cái chỗ khoét này này. Đây. Đấy. Thế tại sao khóa này nó sẽ có hai chế độ? Có nghĩa là khi bạn quay một chiều nó bíp bíp ấy, thì tại sao mà nó lại bíp được là đây nó có miếng nam châm này. Các bạn nhìn thấy miếng nam châm không? Đó. Đấy, miếng nam châm. Thế từ đó cái miếng nam châm này mình xoay vào này này, đây tôi đặt vào, khi mà bạn đặt vào nó sẽ kêu à. Miếng nam châm thì nó ở đối diện với miếng bi nhất này. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Còn khi mà đảo ngược lại này ấy, thì nó sẽ ở chế độ khóa yên lặng như khóa bình thường. Còn nếu mà cái kết cấu ngàm giữ mà sử dụng ở viên bi ấy, ngàm một bên, thì thực ra không phải là kết cấu an toàn đấy. Mà cái kết cấu khóa này cũng không phải là kết cấu khóa chống cắt. Đấy. Cái cấu khóa chống cắt thì cái này nó cái tiết diện mà để thò kìm mà là rất là nhỏ. Cho nên cái khóa này nó bán ở 160.000 em. Cái khóa này nó bán ở 160 thì thực ra ấy, nó chỉ mỗi tính năng là báo động thôi. Đây, khi nào mà bạn lắp vào đấy thì nó sẽ kêu thôi. Đấy. Đấy. Đây, như tôi xem lại tôi đang khóa ở chế độ báo động hay chế độ thường, hình như khóa ở chế độ thường này. Giờ tôi sẽ mở khóa ra. Đây, khi mà ta vặn này nó chỉ xoay bi một bên thôi. Đây. Đây. Cái chiều mà không có viên bi thì các bạn cho cái miếng nam châm mà thì nó sẽ là chế độ báo động này. Đó. Đấy, cho khi mà động vào nó sẽ kêu rồi. Đấy. Đầu tiên nó sẽ kêu cảnh báo và còn động vào thì nó sẽ kêu ở mức to hơn. Đấy. Đấy. Đây là khóa này thực ra nó chỉ là một khóa tính năng cảnh báo thì tốt thôi. Còn khi mà hết pin ấy thì các bạn thể đây. Khi mà hết pin ấy thì các bạn thể khóa này nó hoạt động bằng pin, các bạn thể tháo hai con ốc ở trong cái lỗ khóa này này và tháo được cái phần dưới cho các bạn thay pin cho khóa nhé. Đấy. Chúc các bạn thành công.